Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ mở slot cho thuê năm cái nhóm này. Thì mình sẽ để cái link cái nhóm này ở dưới cái phần mô tả của cái video này nha. Đó thì ở đây gồm 5 nhóm và tổng tổng còn lại cho cơ khoảng 500k mấy em á. Đó thì mình sẽ review sơ sơ, tại vì á, cái hệ thống này chỉ là cái hệ thống nhóm nhỏ thôi. Tức là mình chỉ cho thuê có 500 ngàn thôi, cho nên các bạn cũng không thể đòi hỏi là view nhiều này đó được. Tức là mình chủ yếu là mở ra cho newbie mới có bay làm để tập làm thử cho biết, tại vì bay bữa nay nó cũng rẻ á. Tức là chỉ có vài trăm ngàn một bay, có nhiều lúc nó xuống vài trăm ngàn một bay thì mình thuê một cái nhóm thêm vài trăm ngàn là mình tập làm cũng được đó. Thì chơi con mình thuê mấy triệu thì nó cũng hơi đắt, nhưng mà hôm nay mình dịch này. Tức là có bài ấy thì nó tiếp cận cũng được, và có bài ấy thì nó cũng chán. Ví dụ không hiểu sao mà trong nhóm này nó sẽ nhiều bài đó thì có bài tiếp cận vài cá vậy đó. Thì nhóm này coi thử lịch thử. Bài này tiếp cận được 2k này, 1k mấy này, 6k bảy này, 3k mấy này. Hai cái máy này, một cái máy này. Đó thì nói chung cái nhóm này một bài tiếp cận chỉ được khoảng một vài cá thôi, không không có được nhiều lắm nha. Mình sẽ mở qua cái nhóm thứ hai. Cái nhóm này thì cũng là cái nhóm riêng tư luôn, tại vì hồi xưa mình đi mua lâu rồi, nhưng mà hồi xưa là toàn riêng tư thôi, mấy ông không biết làm gì sẽ toàn sẽ riêng tư thôi. Đó thì một cái ba này, một cái hai này, hai k này. Với lại tùy theo cái bẫy nha, cái bẫy ngon đó thì xe nó sẽ ngon hơn, mà bẫy nó dồn thì xe nó dồn hơn xíu đó. Nhóm này cùng cùng tiếp cận khoảng chung quanh 1k 2k này nọ thôi, chứ không có được nhiều lắm nha. Đó thì nói chung là mình cho thế thì có sao mình nói vậy thôi. Đây còn đây là cái nhóm mở kẹo này. Nhóm này mở kẹo thì chắc là hy vọng là sẽ ngon hơn. Với lại tùy theo cái lịch xe nữa. Ba k bảy bảy này, lâu lâu có được bài bài k bảy ba k này nè, 5k này, 2k, 5k. Tức là cái nhóm này á, là thành viên mới 100%. Đó thì các bạn thấy là có bài là lên 17k này, 13k này. Đó, thì tùy theo do cái mấy cái bẫy này là mấy cái bẫy cuốn cầu nó dở, nên cho nên là tương tác nó cũng yếu. Đó, 5k 7k này nọ, nói chung cái nhóm này thì nó ngon hơn hai cái nhóm trước nha, 10k 17k này nọ. Đó 10 bài này tiếp cận 10k này, 7k 8k này. Đó và mình sẽ qua nhóm tiếp theo 113k nha. Thì mấy cái bài này mới xe cho nên tiếp cận ít. Đây là cái bài tiếp cận mà các bạn thấy là 1.1 triệu, nhưng mà do là đăng trực tiếp lên cái bài này chứ không phải là cái bài xe của nhóm nha. Đó 1.1k này, đây bài này tiếp cận 1.3 triệu này, nhưng mà không phải là do cái bài xe của nhóm đâu. Đó. Thì cũng giống bài này là tiếp cận 1.7 triệu này. Thì mấy cái nhóm này đều là thành viên mở hết, nhưng mà không hiểu tại sao bữa nay Facebook nó khó là mấy cái nhóm nhỏ nhỏ là bọc tiếp cận hết à. Nó 2 triệu mấy này, nhưng mà nó không 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 có ý nghĩa. Là ví dụ bài xe là nó không có nhiều bằng nhóm như mấy bài bot đâu, nó 600 ngàn 700 ngàn, nói chung là nhiều, nhưng mà bài xe thì tiếp cận khoảng vài cá thôi, do cái bài mấy cái bài này của ông cầu nó giống quá. Mà lại cái nhóm này thì nó đang bị đỏ chất lượng, nhưng mà đây đó thì mấy cái bài này á, là cùng tiếp cận vài cá rồi đó. Đó em thấy không? Có bài thì vài cá, có bài thì mấy cái bài mà mấy mấy bài nhiều nhiều này á, là do đăng trực tiếp lên này nó, chứ không phải là do bài xe vô đâu. Đó. Rồi ông bài này là review chủ tịch gì đây,
5K này đó. Thì mà tại vì nó chỉ có giá này 500.000 thôi, cho nên các bạn cũng phải chịu, nhưng mà mình đảm bảo là 100% là thành viên thật cả, tại vì mấy cái nhóm sau này thì mình tự kéo lên nha, và mình sẽ đi qua tiếp cái nội quy này, tức là tổng tổng thành viên là khoảng 500.000 thành viên, mà giá thì khoảng 500.000 một tháng đó, thì mỗi nhóm được tham gia tối đa hai 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 lịch nha đó, và mỗi nhóm mỗi mỗi ngày được share tối đa 5 bài, thì cũng giống như bên kia thôi, và là chỉ share nội dung phim hoặc là review phim hoặc là về những cái review nói chung cũng có liên quan tới phim á, và không được share nội dung nhạy cảm dễ bị gây cho group, tại vì cho thuê thì cũng không được bao nhiêu tiền, mà là bị group bị gây thì nó lại bị xóa group nha, và nếu mà VA bị mất tương tác hoặc là chết bot thì các bạn cứ làm danh sách để gửi, tức là các bạn làm một cái file online Google Sheet, và các bạn làm một cái bảng bảng ngang dọc như này là tên nhóm rồi VA1, VA2, VA2 rồi có nhớ gửi link VA nha, rồi rồi gửi sang cho mình, thì mình sẽ vô sẽ duyệt trước, tức là làm cái nhóm á, thì sẽ được dịch trước nha đó, thì dịch trước tức là các bạn share bài thì nó sẽ đi được lên thẳng luôn, rồi không không cần phải dịch lại đó, thì các bạn nên làm file online, tại vì sau này muốn đổi VR thì chỉ cần nốt vô đó là đổi được thôi, khỏi cần phải phải làm lại cái file từ đầu đó, và cái ở đây thì bất cứ khi nào mà bạn share mà bạn thấy không có tương tác hoặc là không muốn thuê nữa thì các bạn có thể là trả slot lại, mình thì sẽ trả tiền những cái ngày còn lại, tức là ví dụ như một ngày là mình tính là 16 17 ngàn gì đó, thì mặc dù các bạn mới thuê 10 ngày mà các bạn không muốn thuê nữa thì mình sẽ trả tiền cái phần còn lại đó, thì video chỉ vậy thôi rồi, cảm ơn mọi người nhé.